Trương Nam Thành và cuộc sống hiện tại với vợ đại gia hơn 15 tuổi. Trương Nam Thành là nghệ sĩ đa tài, từng gặt hái nhiều thành tích nổi bật như giải vàng ngôi sao người mẫu 2010, giải siêu mẫu có thể hình đẹp nhất của siêu mẫu 2010, Á vương 3 của Mr. Manhunt International 2011, Á quân bước nhảy quàng vũ 2012. Năm 2017, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trương Nam Thành gây xôn xao khi công khai chuyện tình cảm với người phụ nữ lớn hơn 15 tuổi, là doanh nhân và từng có gia đình. Đám cưới của cặp đôi đã diễn ra trong riêng tư. Từ đó đến nay, nam diễn viên cũng ít tham gia nghệ thuật, sống kín tiếng và dành thời gian cho gia đình nhỏ. Vài ngày trước, Trương Nam Thành có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc khi đón sinh nhật. Nam siêu mẫu viết, nhìn đi nhìn lại mình năm nay bước qua U33 rồi. Chỉ mong tuổi mới, những người thân xung quanh Thành, từ ông bà, ba mẹ, đến vợ con, và tất cả mọi người Thành quen biết, đều nhờ phước lành được mạnh khỏe bình an thôi. Xin cảm ơn vì tất cả, có những điều hạnh phúc không nói được nên lời. Về chuyện hôn nhân, hiện Trương Nam Thành viên mãn bên người vợ hơn tuổi và hai con trai kháo khỉnh, đáng yêu. Cuối năm 2023, nam diễn viên chia sẻ ảnh tình tứ bên vợ nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Anh nhắn nhủ ngọt ngào đến bà xã của mình. Chồng muốn gửi lời yêu thương nhất đến vợ và mong vợ luôn bình an, xinh đẹp và tỏa sáng để gia đình mình luôn là nụ cười. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng Trương Nam Thành và vợ trông không quá chênh lệch trong những khoảnh khắc chung khung hình. Sau khi kết hôn, anh dành thời gian cho gia đình cũng như chăm sóc hai con nhỏ và hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh. Hiếm hoi, Trương Nam Thành xuất hiện ở vài sự kiện giải trí và vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài phong độ, điển trai. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!